Đây là căn nhà gỗ vì diện tích 12m2, đầy đủ tiện nghi, có thể di chuyển khắp nơi, đặt tại không gian nào tùy thích, đang gây chú ý trên mạng xã hội trong những ngày qua. Chỉ 12m2, nhưng với thiết kế nội thất thông minh, tiết kiệm diện tích, không gian này có thể là nơi sinh hoạt đủ cho 4 người. Giường ngủ có thể nhấc lên cao, tạo khoảng để đồ rộng phía dưới gầm. Vài thao tác nhẹ, sofa có thể mở rộng thành giường ngủ vào ban đêm. Nhà vệ sinh lắp đặt vòi sen, bồn cầu kết hợp với chỗ rửa tay tiết kiệm nước và diện tích. Đồng thời, trong nhà cũng được bố trí nhiều ô cửa để lấy sáng, có hộc đựng điện thoại khi sạc pin, tủ đựng đồ dùng sinh hoạt, cùng không gian sân vườn trước nhà với bàn ghế có thể mở rộng làm chỗ ngồi ăn uống, vui chơi. Thiết kế độc đáo này là thành quả sau 2 năm nghiên cứu của anh Huỳnh Bảo Toàn, chủ nhân xưởng sản xuất nhà gỗ di động, nội thất thông minh tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, từ số vốn khởi nghiệp vỏn vẹn 500.000 đồng. Xuất phát từ cái nhu cầu thực của mình là mình cũng là người hay đi phượt, cũng hay nhiếp ảnh, rồi cũng hay chơi câu lạc bộ Upload 2030. Thì từ đó, từ những cái chuyến đi như vậy thì mình mới suy nghĩ ra là mình cần phải tìm ra một cái loại hình mà nhà như thế nào đó để chúng ta có thể ở được. Thì thông qua những chuyến đi mình ở lều thì nó lại rất là hơi bị tệ về các sinh hoạt nhu cầu thiết yếu của con người. Thì thông qua những chuyến đi đó thì mình mới nghĩ ra được một cái căn nhà nó có thể di động được và nó có thể chuyển đi khắp nơi. Chính vì điều đó cho nên mình đã suy nghĩ ra và mình làm ngay khi mà mình có ý tưởng. Cái căn bungalow này thấy nó được thiết kế bởi những chất liệu rất là nhẹ và những chất liệu được kiểm chứng hết. Ví dụ như là cái tấm lợp IBTUM hoặc là tôn hoặc là chất liệu gỗ mọi người vẫn sử dụng thường ngày. Nó rất là bền với lại môi trường và nó chịu được nhiều nhiệt độ khác nhau. Và nó hoàn toàn có thể di chuyển được bởi vì nó được làm bởi chất liệu nhẹ. Bên cạnh đó, vỏ nhà có kết cấu 4 lớp, lần lượt là giấy dầu, tôn, lớp cách nhiệt và khoảng không rỗng giúp không khí đối lưu, cách âm. Mái nhà cũng được thiết kế dạn vòm, có thể chịu lực tốt và thích nghi được với khí hậu Việt Nam. Từng nhà được làm bằng gỗ thông, đã qua xử lý với màu vàng sáng bắt mắt, tạo cảm giác ấm áp. Hệ thống điện nước đã được thiết kế đầy đủ, thế nên chỉ cần đấu nối vào hệ thống điện lưới, ống cấp nước và hầm tự hoại là có thể sử dụng sinh hoạt bình thường. Bằng việc thi công dành từ 2 đến 3 ngày, lắp đặt trong 3 giờ đồng hồ, tiết kiệm thời gian và chi phí, thích hợp đặt tại các resort. Hiện thiết kế này đã được nhiều người cũng như các doanh nghiệp đón nhận. Xưởng sản xuất của anh Toàn đã xuất đi hàng trăm căn nhà phục vụ thị trường. Trong thời gian tới, phiên bản nhà 24m2 có các khu chức năng đầy đủ hơn cũng được anh Toàn cho ra thị trường và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận. Được biết, toàn bộ chi phí và nội thất của nhà gỗ di động là 140 triệu đồng cho 15 năm sử dụng.